Hello như Nam, anh em phép lên chiếc Q3 chậm 10. Xe này Q3 này của Việt Nam nhé, mà bốn số tròn rồi. Xe này giá 14 triệu nhé, mà đó giá trên điện đó. Ở đầu clip là em báo luôn, thì con Q3 này nói chung là khá là zin chắc nhé mà. Xe này 14 triệu không mua đi là đi đi xe nào em không biết luôn nhé mà. Đó, máy bạc sơn zin khá là đẹp, thấy không? Phục sau này kia rồi gấp sơn này kia rồi zin hết ha, lốc rồi chưa bắn tuốt luôn đó. Đặc biệt là câm là còn câm còn còn màu luôn nhé mà. Máy tuyệt vời ăn mặt trời luôn nhé mà. Đó, anh em dòm rất là đẹp nhé anh. Xe là máy móc chưa đụng chạm nhé anh, zin hết không đấy. Giờ bốn bắt đầu tên cúc không, em mở led nha, còn nhỏ anh dòm rất là đẹp. Không, sạch sẽ đẹp nhé anh, máy đã lắm anh ơi. Máy cà phê đó, máy bồ nổ đặc trưng của một quyền thoại nhé mà. Nè, giờ lốc đẹp nè, nó vậy thôi chứ sao giờ mà cũng mười mấy năm rồi. À, tận thắng rồi đi hết nè, áo sống nè đó. Máy ấm lắm nha mà. À, số máy nè, Sui 3 nha mà. Sui 3 thì đó, số máy gì đó, nó thường nó có chữ VN đó mình thấy không đó. VN đó ở Việt Nam đó, còn Su Thái thì nó để TH chỗ đó. Máy nổ cảm giác được sướng sướng tay luôn nha anh. Đã lắm nha anh. Còn nguyên hình luôn, nguyên zin, chưa có đụng chạm gì hết. À, được cái một thân đĩa trước nhìn đã nha anh, ha, chứ không phải hai đùm anh, này là con đùm thôi đó. Rất đã. Xe này cái dàn nhám này nó sơn đen nha anh nè. Dàn nhám này thay vì nó nhựa giống gì nè ha, nhưng mà cái này được người ta sơn đen này nó làm sẵn nha anh, chứ phép không có làm. Đẹp không ạ? À? Cái máy thì miễn bàn nha. Đó. Máy ăn thẻm luôn. Bồ nổ đúng chất của nó luôn nha mà. Bồ tới giờ co kiết rồi, chưa có hàng, chưa có thay co gì nha mà. Bồ co còn riêng nó thấy đó, thấy không? Rồi, khá là chắc trong con Q3. Clip này làm 5 phút nữa anh, có gì để quay đó. Đó, dàn áo đó, để em quét dàn áo cho anh em xem cái. Tại nhiều anh em kêu phép quay lên cho anh em xem, để anh em coi được, anh em liên hệ mua ủng hộ. Để em bán giá 14 triệu này bao hồ sơ nha anh. Còn bớt anh em không bớt đâu. Tại vì mua bán trên mạng, trên kinh đó, thì nói chung ra thì nói sao bán vậy đi anh ơi.
bẩn bọng đẹp nha mình ha, không có bể không có gì hết đây nè, chỗ này coi có hàng không, không có bể gì nha mình, rất là ok, áo sống rồi liền lặng. Rồi bên đây cái góc có bể ha, tại vì Viva này bể dưới này lắm, không luôn nha mình, chỗ dặn này cũng còn ok hết luôn nha. À, gắn bảo vệ nè, máy móc là bao zin nha. Đấy, sườn đẹp nè, số khung đấy, rồi khá là chắc rồi nha, không có còn đợi chờ nữa nha mình. Alo tiếng thép ngay 0948669949, cửa hàng xe gắn máy Khánh Phép, địa chỉ cầu vượt 8000, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đấy bảng hiệu đây, tại nhiều clip em quay em không có quay bảng hiệu, quay địa chỉ không có, anh em phàn nàn. Anh em cũ thì dễ rồi, con số anh em mới thì người ta đâu có biết địa chỉ đâu, người ta đã cũng đóng góp cũng hay. Rất cảm ơn anh em, rồi phép xin chào anh em.